Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là Giáng sinh và cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ chỉ còn khoảng gần một tuần nữa thì sẽ đón dịp Tết Dương lịch năm 2024. Và với 3 ngày là một kỳ nghỉ ngắn, dự báo lượng khách du lịch nhiều điểm đến sẽ có xu hướng gia tăng, song khó có sự bùng nổ quá lớn. Và năm nay xu hướng du lịch đến các địa điểm gần hoặc ở lại thành phố để thư giãn sẽ có nhiều người lựa chọn. Và thưa quý vị, không khí Giáng sinh đang rộn ràn trên khắp phố phường của Hà Nội. Thị trường đồ trang trí cho dịp này cũng vô cùng sôi động. Và trên những con phố Hàng Mã, Lương Văn Can, quận Hoàn Kiếm được cho là thủ phủ của đồ trang trí tại Hà Nội vô cùng nhộn nhịp và đầy sắc màu. Nhiều khách đến đây để tận hưởng không khí Giáng sinh. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC9, xin mời quý vị cùng theo dõi. Năm nào cũng vậy, vào dịp Giáng sinh, chị Nhung lại đưa con đến phố Hàng Mã để mua những món đồ trang trí. Tuy nhiên năm nay, chị Nhung cho biết, chỉ đưa con đi dạo chơi, tận hưởng không khí Noel là chính. Cũng đưa con đến đây để chơi và thưởng thức cái không khí Noel của Hà Nội cũng như là của thế giới. Nên là các con rất là thích và đến để xem tất cả xem các mẫu mã, các mặt hàng và tức là mình đi để có không khí Noel thôi. Hôm nay con muốn đến đây chọn cái bờm này là vì con muốn mua về để đeo lên cho là có không khí Giáng sinh ạ. Có thể thấy các cửa hàng đều trưng bày rất đa dạng các mẫu hàng hóa Giáng sinh như vòng nguyệt quế, cây thông, ông già Noel, đồ chơi Giáng sinh. Nhiều khách hàng cũng nhận thấy năm nay đồ trang trí Giáng sinh có giá cả phải chăng, phù hợp túi tiền. Như mẫu đèn trang trí này có giá 350.000, những mẫu vòng nguyệt quế có giá từ 160.000 đến 800.000 đồng một vòng, tùy theo kích thước. Một số đồ trang trí bằng nhựa giả sứ, bắt mắt với hình thù quen thuộc, đặc trưng Noel được bày bán với giá 100.000 đồng đến 300.000 đồng một sản phẩm. Đồ Giáng sinh ở đây đa dạng mặt hàng đấy ạ. Giá cả thì em thấy cũng ổn, ở mức độ là mình thấy, em thấy là tầm giá này thì là bình thường ạ, cũng không đắt lắm đâu. Hôm nay tôi đến phố Hàng Mã để ngắm cảnh với cả để mua một chút đồ về trang trí Noel ấy. Thì tôi thấy đồ ở đây trưng bày đẹp và giá cả cũng hợp lý. Em mua cái này thì với giá tầm 50 thì em thấy là khá là hợp lý. Với ở đây, tất cả nhiều hàng đồ cũng khá là rẻ. Dạo quanh một vòng các phố bán đồ trang trí tại Hà Nội, có thể dễ dàng nhận thấy các khách hàng đều hầu hết tham quan và chụp ảnh. Khách có nhu cầu thực sự để mua đồ khá ít. Là một hộ kinh doanh mặt hàng trang trí nhiều năm nay, anh Trần Minh Thắng cho biết hàng hóa nhiều như vậy nhưng bán chậm, nếu không muốn nói là khá ế ẩm. Giá cả thì năm nay thì cũng rất là rẻ nhưng mà hàng thì bán rất là chậm. Em nhìn thấy phố đấy, có những cửa hàng còn chuyển sang bán Tết hết rồi. Vì Noel năm nay mọi người trang trí rất ít, đa phần là toàn mua những cái thứ nhỏ như bờm với cả gấu bông với cả mấy cái kẹp tóc không ăn thua. Giáng sinh vừa mới đến nhưng nhiều hộ kinh doanh đã chuyển đổi mặt hàng để bán đồ Tết âm lịch. Khách hàng thì vẫn vui cười hớn hở, nhưng người bán thì không khỏi lo lắng trước sức mua hàng sụt giảm của thị trường.